Bây giờ mình đã tham quan ở trong cái khu vườn của người Nhật. Khu vườn Nhật, bây giờ mình sẽ đưa gia đình đi qua bên một cái mò lớn ở Phoenix, đó là mò Scottsdale Mall ha. Ở nơi đó thì một cái trung tâm mua sắm rất là lớn của Phoenix. Phoenix là một thủ phủ của tiểu bang Arizona. Thì Phoenix, thủ phủ của Arizona cách ở Tucson là nơi của mình ở là khoảng 1 tiếng 30 phút. Bây giờ mình sẽ đưa cả nhà đi qua bên chỗ Scottsdale Mall để mình cùng tham quan ha, trung tâm mua sắm ha. Đây là tầng 1. Ở đây là những cái cửa hàng, hầu như là toàn những cửa hàng có tiếng Versace, rồi Louis Vuitton, rồi Michael Kors. Dưới này có trường đụng ta có con muốn vô S&M với lại người ta ở Úc Long lâu dưới đây mình đi đâu cha ra dưới đây nè hả ba hả lười xếp hàng lắm cả nhà ơi. Đó mà đứng xếp hàng có khi hả nửa tiếng, 3 tiếng ý Quỳnh nó lộn nửa tiếng đồng hồ hoặc là 40 phút mà chưa vô được đó, nên mất thời gian lắm. Mình đi shopping mà mình đi nhiều nơi, đứng một chỗ thì mất thời gian, cho nên là không có chờ chỗ nào chờ là thôi bỏ qua. Bây giờ mình đang vô Zara nha. Zara là một trong những cửa hàng là bán đồ trẻ trung, cho nên là mà rất là nhiều kiểu khách hàng vô đây đa số là những cái người mà hay đi trẻ trẻ, nó có nhiều sự chọn lựa. Ở trong đây nhiều sự chọn lựa lắm ông ngoại. À,
đủ giá mà đủ cỡ, đủ loại. Ok, mình đã cho bà nội đứng đây coi nha con. Hầu như là cửa hàng quần áo nào cũng treo đồ mùa đông nhiều hơn.
Mấy ly rồi? Có tầm ly rồi hả? Ừ.